Tổng thống Putin hôm nay 14 tháng 12 tổ chức họp báo thường niên về các vấn đề của đất nước với hơn 2 triệu câu hỏi đã được gửi tới lãnh đạo Nga. Cuộc họp báo dự kiến sẽ bắt đầu lúc 12 giờ theo giờ địa phương, trong đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ chọn ra những câu hỏi đáng chú ý nhất để trả lời về mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại của nước Nga. Kênh truyền hình Russia 1 đưa tin, tính đến ngày 13 tháng 12, người Nga đã thực hiện gần 1,3 triệu cuộc gọi và gửi hơn 500.000 tin nhắn đến tổng đài để đặt câu hỏi cho Tổng thống. Hơn 40.000 tin nhắn được gửi qua ứng dụng điện thoại di động Moscow to Putin và khoảng 130.000 email đã được gửi tới website cùng tên. Ngoài ra, tổng đài còn nhận được 90.000 câu hỏi từ người dân thông qua mạng xã hội. Truyền thông Nga cho biết, hầu hết câu hỏi liên quan đến chiến sự Ukraine, nhà ở và dịch vụ công. Kể từ năm 2001, ông Putin đã 15 lần tổ chức họp báo thường niên để trả lời câu hỏi của công chúng trên cương vị tổng thống và 4 lần trên vai trò thủ tướng. Lần gần nhất ông Putin tổ chức họp báo thường niên là vào năm 2021. Sự kiện này bị hủy năm ngoái trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine gặp khó khăn. Trong cuộc họp báo hôm nay, Tổng thống Nga dự kiến sẽ đề cập các vấn đề trong nước và chính trị quốc tế, đồng thời lặp lại những phát biểu về Ukraine.